Game về chiến thắng điện biên phủ cho chơi miễn phí, VN Express số hóa. Chia sẻ sáng nay 18 tháng 4 trên Fanpage chính thức, nhà phát triển Huy Cơ Game cho biết sẽ gửi tặng cộng đồng game thủ Việt Nam phiên bản 7554 hoàn toàn miễn phí. Trước đây, trò chơi này được bán với số lượng khá hạn chế dưới hình thức đĩa DVD kèm mã độc quyền, người chơi sau khi cài đặt cần sử dụng mã để mở khóa. Tuy nhiên sau một thời gian, game không còn được bán chính thức ở bất kỳ kênh nào, phiên bản miễn phí lần này không phải là bản làm lại của game mà chỉ là động thái loại bỏ phần kiểm tra bản quyền để bất kỳ ai cũng có thể tải về và trải nghiệm. Theo ông Nguyễn Tuấn Huy, giám đốc Huy Cơ Game, quyết định này được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2019, cũng như kỷ niệm mùng 10 năm làm game của công ty. Thông tin trên ngay lập tức được lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng game thủ nói riêng và người dùng Internet ở Việt Nam nói chung hầu hết mọi người đều cảm thấy vui mừng và bất ngờ vì đã có thể trải nghiệm trò chơi mình từng mong ước. Chỉ sau gần một giờ, thông báo của nhà sản xuất đã nhận được cả nghìn lượt like và hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Không ít người cho biết từng rất muốn sở hữu một đĩa game 7554 nhưng không tìm được nhà cung cấp. Số khác lại hoài niệm về những cảm xúc khi chơi game cách đây nhiều năm, khi trò chơi này lần đầu tiên được phát hành năm 2011. Vẫn nhớ mùa đông năm ấy đạp xe giữa mưa phùn, trong túi có 260.000 đồng để mua game thành viên có tên Lê Huy Hoàng viết. Cảm ơn Huy Cơ Game đã giúp chúng em học lịch sử tốt hơn. Không đùa chứ nhờ nó mà em đã vượt qua bài kiểm tra lịch sử đấy. Chân thành cảm ơn nội ngũ phát triển đã làm ra một trò chơi tuyệt vời như vậy. Thành viên Trương Phúc Long bình luận. Vui vì Việt Nam đã có thể làm được một game như 7554. Buồn vì tiềm lực kinh tế của nhà phát triển và thị trường game quá khốc liệt. Chưa kể đến nạn bẻ khóa, chưa thể có cơ hội để tạo thêm nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa. Thành viên Nguyễn Tuấn Ngọc chia sẻ. Một số người dùng hy vọng nhà phát triển có thể đưa trò chơi này lên các nền tảng như Steam hay hệ máy console. Tuy nhiên, đại diện Huy Cơ Game cho biết không thể thực hiện mong muốn này do mã nguồn của game đã quá cũ. Bên cạnh đó, đại diện công ty cũng cho biết, Huy Cơ Game không muốn đưa một trò chơi Việt Nam vốn không được báo chí phương Tây đánh giá cao lên Steam. Studio không muốn họ có cái nhìn sai lệch về khả năng làm game của người Việt ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, công ty cũng khẳng định và nhấn mạnh việc chưa bao giờ đổ lỗi cho thất bại về thương mại của trò chơi là do không nhân được sự ủng hộ của cộng đồng hay vấn nạn bẻ khóa. 7.554 không thành công là do chúng tôi chưa đủ tri thức và nguồn lực để làm nó thành một sản phẩm xuất sắc, nhà phát triển trò chơi Việt cho biết. Game về chiến thắng điện biên phủ cho chơi miễn phí. 7.554 là trò chơi điện tử thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất có đồ họa 3D đầu tiên của Việt Nam, do công ty Emobi Game, nay đổi tên thành Hiker Game, phát triển. Trò chơi lấy bối cảnh lịch sử thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946-05-1954. Tên của trò chơi cũng được lấy từ ngày kỷ niệm mùng 7 tháng 5 năm 1954, ngày quân đội thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ đầu hàng quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là trò chơi điện tử có cấu hình đồ họa mạnh đầu tiên được phát triển và phát hành tại Việt Nam, vào ngày 16 tháng 12 năm 2011. Trong game, người chơi được vào vai những người lính của quân đội nhân dân Việt Nam để tham gia các trận trận chiến ác liệt các màn chơi cũng phản ánh chân thực góc nhìn của những người lính việt trong cuộc chiến này cũng như những gì chiến tranh mang đến bảo nam